Xin mến chào quý thính giả thân yêu của kênh Radio Hay Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Ngày hôm nay, Nhật Lệ tiếp tục đem đến cho quý vị và các bạn Một câu chuyện về một đề tài mới Hy vọng rằng những tình tiết trong câu chuyện Sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút nghe chuyện thật thoải mái Sau khi nghe xong chuyện Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn Dành cho Nhật Lệ và ekip của chương trình Quý vị hãy đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký Cũng như like chia sẻ câu chuyện để nhiều người có thể được nghe Và đừng quên nhấn vào hình chuông thông báo Để không bị bỏ lỡ những câu chuyện từ kênh Radio 2 quý vị và các bạn nhé Nào chúng ta cùng nghe chuyện Quang và Hưng là sinh viên đại học ở cùng khu trọ với nhau. Tuy học lực không cao, nhưng cả hai có vẻ ngoài điển trai, thân hình cao giáo rắn giỏi, cả hai vẫn thường cùng nhận công việc làm người mẫu tự do cho các shop để kiếm thêm thu nhập chi tiêu tại thành phố bên cạnh làm người mẫu chụp ảnh quang còn nhận đi làm người tình cho các phú bà giờ quang đang làm người tình độc quyền của bà lan trong tháng này bà lan là người thứ hai từ khi vào nghề quang gắn bó lâu đến vậy quang đang ngồi ở nhà hưng thì nhận được điện thoại của bà lan alo cụ cưng hả anh đây Bé cưng gọi gì anh thế Điện thoại hôm trước em chuyển tiền rồi đấy Cưng mua chưa Anh mua rồi Cảm ơn em yêu nhiều lắm Ừ anh cứ giữ lấy mà dùng À đúng rồi Em có một bà bạn thân đang muốn thử cảm giác sung sướng Anh có còn bạn nào không Cưng nhờ anh một chút nhé Có đấy Thế được rồi anh sắp xếp tối gặp nhau ở quán cũ nhé Ok cưng Tối anh sắp xếp nhé Yêu anh Yêu em Quang nói xong liền tắt điện thoại Rồi quay sang hỏi Hưng Hay mày muốn làm không Tao để mối cho này Thôi ngại lắm Toàn các bà như là mẹ tao ấy Sợ bỏ sờ đi ấy. Nhầm Các bà ấy nhìn vậy thôi chứ hơi bị máu đấy Khéo gái trẻ đuổi theo cũng không kịp ý chứ Làm thế này lại có nhiều tiền Tha hồ mở tiêu Khéo mồm tí là được mà Thật không Tao đùa mày làm gì Chịu khó gặp tuần hai ba buổi Tháng có ngày 20 triệu mà tiêu rồi Chẳng phải làm gì Có sướng không cơ chứ 20 triệu một tháng cơ á Cao hơn tao đi làm mẫu ảnh bao nhiêu đấy Các bà ấy có gì ngoài tiền đâu Chỉ thiếu mỗi người làm bầu bạn thôi Mày cứ yên tâm đi Đi xong về lại nghiện trở thích gái trẻ nữa chứ Tao xem thế nào đã Sao mà phải xem Đi đi Tối đi với tao Có muối luôn đấy Giờ tao hướng dẫn qua cho Mày cứ hướng dẫn đi tao suy nghĩ thêm đã mày đến cứ ôm ấp các bà ấy một chút nịnh khéo là các bà nhả cho một đống tiền ngay như tao đây này bà Lan hàng tháng vừa cho tiền lại còn bao tao đi du lịch nhà cửa đồ đạc toàn bái sắm cho đấy thật hả vậy được tối tao sẽ đi cùng mày mà có an toàn không đấy an toàn hàng bà Lan giới thiệu chắc cũng phải cỡ bà Lan đấy không thân các bà ấy cũng không giới thiệu đâu Uhm, vậy ta cũng yên tâm hơn Dù sao cũng có mày rồi Ok, vậy chốt nhá Tối ta đón Hưng tiễn quang ra ngoài cửa rồi đi tắm rửa Chuẩn bị cho buổi tối nay Lần đầu tiên hành nghề Cảm giác run run Vì lần đầu tiên làm việc này Hưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bán thân để sống cả Trước đây Hưng vô cùng coi thường Cái nghề sống tầm gửi này Trai tráng Có sức lực mà lại phải bám víu Lấy váy đàn bà Nghĩ cũng nhục nhục làm sao Tối hôm ấy Quang sang đón Hưng Để đi đến khách sạn mà bà Loan Cùng bạn bà Lan đang đợi sẵn Khách sạn này là địa điểm hẹn hò Quen thuộc của Lan và Quang Đến nơi Quang đưa Hưng lên một căn phòng Ở tầng 20 Vào đi Cụ cưng đợi anh lâu chưa Quang mở cửa đi vào Tự nhiên ôm lấy vai rồi hôn xuống má Người phụ nữ một cái Tay vừa ôm vừa xoa vai Em cũng mới đến thôi đây là Thương Bạn thân của em Vợ của giám đốc công ty vận tải đấy Còn đây là Quang người yêu của tôi Chào Thương Mình là Quang người yêu của Lan Chào Quang mình là Thương Đây là Hưng bạn mình Người tối nay bầu bạn với Thương Trước mắt Thương Là hai cậu con trai với nước da ngâm Rắn giỏi Mặc chiếc áo polo ôm sát Càng tôn lên bờ vai vững chắc của hai cậu Thường đã gặp rất nhiều người con trai rồi nhưng có lẽ mỗi tuổi một khác Khi nhìn Quang và Hưng Thương cảm thấy sức sống thanh xuân Như đang trỗi dậy trong mình Ai chà, được quá nhỉ Tối nay Thương trúng số rồi nhá Chào hai người đẹp Em là Hưng, là bạn cùng trọ với Quang ạ à. Chào em, chị là Lan Chào Hưng, mình là Thương Chị lấy sẵn phòng rồi Tối nay Hưng nhớ chăm sóc Bạn chị chú đáo nhé Vâng, chị yên tâm đi Em sẽ chăm sóc phục vụ chị Thương hết nấc luôn Vậy thì chị yên tâm rồi Thôi hai người làm quen đi nhé Ờ bọn tôi ở phòng này hả Chứ gì nữa Tôi thuê hai phòng mà Bạn nghĩ định chung nhau luôn hả Không không tôi không nghĩ vậy Thôi thế nhá tôi đi trước đây Quang và Lan đi sang phòng bên cạnh Để lại Hưng và Thương ở lại Hưng năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ Em năm nay 22 tuổi còn Thương năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Thương năm nay 45 tuổi Thật không đấy? Nhìn Thương Hưng không nghĩ Thương 45 tuổi đâu Cứ tưởng Thương mới có gần 30 thôi chứ Con gái Thương năm nay 20 tuổi rồi Thương làm gì trẻ vậy đâu Nhìn Thương trẻ mà Hưng xin phép xưng tên gọi anh em nhé Cho nó tình cảm Ừm, uhm, Hưng cứ tùy thích nhé Nhìn em xinh hơn bà Lan nhiều luôn đấy Người thân gọn Vòng nào ra vòng đấy luôn thế này. Gớm, lại khéo nịnh rồi. Thế trước đây em đã đi thế này bao giờ chưa? Em chưa, đây là lần đầu tiên em đi tìm niềm vui. Thế thì cứ yên tâm nhé, anh sẽ thật nhẹ nhàng đưa em lên trên từng cơn mây." Hưng nói xong thì ngồi sát vào Thương, vòng tay ôm lấy bà, khẽ kéo nhẹ chiếc áo xuống, đưa người trao nụ hôn. Hưng không nghĩ rằng bà Thương lại thích thú đến vậy. Bà thương nhìn trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều Bộ đồ bó sát Lại càng tôn lên thân hình quyến rũ ấy Hưng thầm nghĩ Quả này mình trúng số rồi Hưng khen đương đẹp và hấp dẫn hơn Nhiều phụ nữ trẻ tuổi khác Khiến cho bà ta rất vui Nên bà thương càng quyết tâm Với ý định ngoại tình với cậu ấy hơn Việc lén chồng vụng trộm Với người tình trẻ tuổi hơn mình Hơn 20 tuổi Nó vừa có cảm giác hồi hộp Vừa kích thích Khiến cho bà thương càng đê mê trong những nụ hôn với người tình trẻ hai người lần đầu tiên làm chuyện đó trong lần đầu gặp mặt dù rất hồi hộp nhưng cảm giác lén lút vụng trộm thật sự đem lại khoái cảm và kích thích kỳ lạ trong căn phòng hai cơ thể quấn chặt lấy nhau lâu lắm rồi thương mới lại cảm thấy sung sướng như vậy chồng từ ngày lên chức bận bịu nên cũng bỏ bê vợ nhiều hơn khiến cho thương cảm thấy hụt hẫng tuy chồng kiếm được nhiều tiền về cho mình nhưng thương lại không được yêu chiều như trước lúc nào cũng lủi thổi trong nhà một mình làm cảm giác ham muốn lại nhiều hơn nữa và thương mân mê và cảm nhận sự hứng tình đang chạy dần trong cơ thể phía dưới cũng đang nóng dần vì cảm xúc lâng lâng thế là thương và hưng ta chính thức ngoại tình lần đầu tiên với nhau cả hai đều thỏa mãn sau khi xong việc thương nằm trong vòng tay của hưng nói cảm ơn hưng chưa bao giờ tôi được sung sướng đến vậy Thường thích là được rồi Em thích bao nhiêu tôi cũng chiều Thật không đấy Chỉ cần thương thích là được Vậy chi phí của Hưng như thế nào Một tháng 20 triệu Hưng sẽ là của riêng mình thương Chỉ cần thương nhấc máy Là sẽ có mặt phục vụ thương 24 trên 7 luôn Còn nếu lẻ từng lần Thì mỗi lần thương muốn gọi Hưng Sẽ là 2 triệu một lần 5 triệu một đêm cũng cao nhỉ để thương về suy nghĩ rồi nhắn lại hưng nhé thương cứ suy nghĩ có gì thì báo lại cho hưng nhé nói chuyện xong thương vội vàng ngồi dậy rồi đi thắm rửa bà thương đi ra cửa thì gặp bà lan cùng đi xuống thương về cẩn thận nhé ừ, thương về trước đây hưng cứ đi vào đi hưng biết rồi chỉ là hưng muốn nhìn thương thêm một chút thôi gớm tình cảm quá nhìn mặt này là thỏa mãn lắm rồi phải không nào thôi nào Bà lại trêu tôi đấy. Tôi nói thật còn gì. Thôi đi về đi không muộn. Thương về nhá. Ờ, chào Thương nhá. Hai bà khoác tay nhau đi vào thang máy để về. Trong thang máy, bà Lan quay sang hỏi. Sao? Bà thấy sao? Tôi nói đúng chứ, có thích không? Ừ, um, có thích. Nhưng mà, nhưng mà giá hơi cao. Nó đòi bao nhiêu? Một tháng tận 20 triệu. Một lần 2 triệu. Một đêm 5 triệu bà ạ. Giá đấy cũng bình thường thôi Muốn chơi thì bỏ ra chút Để chúng nó còn tân trang tầm bổ Thì chị em mình mới sung sướng được chứ Thế à Cũng đáng suy nghĩ nhỉ Tôi nhìn Hưng được đấy Bà chốt luôn đi Không đến lúc không còn lại tiếc Ừ tôi sẽ suy nghĩ thêm rồi báo lại sớm Thế bà với Quang lâu chưa Chưa Tôi mới sang Quang được 3 tháng thôi Thấy cũng ngoan ngoan Lại khỏe Nên hắn từ từ Vậy là thích rồi còn gì Quang với bà có hay đổi kiểu không Có chứ Thằng bé nhìn vậy mà mạnh bạo ra trò lắm Nên tôi cũng thích Còn bà thì sao Hưng cũng chủ động Nó cho tôi nhiều cảm giác lạ nên cũng ok ha <laughs> ha <laughs> vậy là được rồi Có gì Nếu lần sau bà thích nhập hội du lịch với tôi Thì báo sớm tôi để dành lót cho Có cả cái ý nữa hả Có chứ Hàng tháng Tôi với hội mấy bà bạn thân cũng đi với trai trẻ Hay là tổ chức đi du lịch với nhau Lâu lâu mình cũng phải đổi cảm giác khác chứ lại Nghe cũng vui nhỉ Sang tháng không bận thì tôi đi cùng nhé Hai người vừa đi vừa nói chuyện Cho đến khi ra xe và về nhà Thương vào đến nhà Cảm giác mới lạ hôm nay làm Thương sung sướng đến tột cùng Trở về căn nhà trống trải không bóng người Làm cho Thương cô đơn đến lạ Chồng suốt ngày đi công tác tiền nhiều nhưng một mình hưu quạnh nhà nhà thì cũng để làm gì cơ chứ bà thì đang vào độ tuổi xuân sắc ham muốn với chuyện đó đương cao mà lại chẳng bao giờ được thỏa mãn quyết định đến vi hưng được thương đưa ra không ngần ngại mỗi tuần thương và hưng sẽ gặp nhau hai lần lịch sẽ do thương gọi sang báo trước thương chi tiền cho hưng rất mạnh bất kể thứ gì hưng muốn thương đều đáp ứng từ cái tủ lạnh đến cái điều hòa giường mới Tổ mới sắm không thiếu thứ gì, thương coi nhà Hưng như nhà mình để chăm sóc vun vén. Sau cuộc khoan ái, Hưng ôm thương vào lòng nói: "Em đối tốt với anh quá, không có gì, chỉ cần anh ngoan và yêu em thật nhiều là được." "Anh yêu em lắm." Nói xong, Hưng lại lao vào bà thương ôm hôn và chiều chuộng bà. Bà thương từ ngày có Hưng như hồi xuân lại, bà vẫn rất yêu thương chồng con làm tròn bổn phận của một người vợ một người mẹ ai nhìn vào cũng tấm tắc khen nhưng không biết rằng hàng tuần bà lại đi sang nhà người tình và triển miên ở đó người ta bảo phụ nữ có tình yêu vào nhìn luôn tươi vui như bông hoa được tưới nước đều đặn nở rộ rực rỡ bà thương từ ngày có tình yêu cũng bắt đầu chăm chút bản thân nhiều hơn nữa đi tập yoga mua mỹ phẩm quần áo sắm liên tục để tạo hình tượng mới trong lòng người tình của mình bà thường xuyên rủ bà lan đi dạo cùng mình hai bà cũng mạnh tay mua đồ cho tình trẻ của mình lên cả kế hoạch đi du lịch cùng nhau hai cặp đôi cùng nhau đi du lịch ban ngày thì đi dạo trên biển buổi tối từng đôi quấn quýt lên nhau có hôm muốn thử cảm giác mới hai bà còn đổi người tình cho nhau cuộc sống tình cảm của bà thương từ ngày quá quang trở nên phong phú hơn bà cũng chi mạnh tay tiền cho người tình rồi đi chơi thay đổi không khí cho tình cảm đi lên. Con gái bà Thương năm nay 20 tuổi, con bé đi du học từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một năm, con gái về và ở nhà 2 tháng. Chồng bà thường xuyên đi công tác từ Bắc vào Nam. Nhân dịp hôm nay, gái yêu của bà về, bà tổ chức cho cả gia đình ra ngoài nhà hàng ăn. Vừa chúc mừng, vừa để đoàn viên, vì lâu lắm rồi gia đình mới có dịp đông đủ. Nào... Nâng ly chúc mừng con gái về nhà Con cảm ơn bố mẹ Con gái càng ngày càng xinh Chúc cả nhà ta hạnh phúc Chồng bà nâng ly đứng dậy nói Cả nhà cũng nâng ly chúc mừng Bà cười tươi Vì cuộc sống quả như là ước nguyện Có một gia đình êm ấm Bao người mong ước Có một người tình thỏa mãn niềm vui cho bà Vậy thì còn gì bằng Tối ấy cả nhà ăn uống no say Xong về nhà Từ ngày con gái ở nhà bà cũng bớt chút thời gian đi với tình trẻ để dành cho con gái vì chồng bà nhà nhiều hơn ở nhà với chồng nhưng tâm hồn của bà thương lại chỉ nhớ đến người tình trẻ chung của mình đã từ lâu hai vợ chồng không mặn mà với nhau hai người đến với nhau cũng chỉ vì ông làm bà thương có bầu nên cưới nhau thành ra tình cảm của ông bà cũng không sâu đậm lắm có chồng ở nhà nên việc đi cả buổi cùng người tình là hơi khó hôm đó bà lấy lý do đi sang nhà bà lan bạn thân chơi để qua nhà hưng bà sợ chồng hỏi bà lan kiểm tra nên cẩn thận điện thoại trước alo lan à ơ ừ, tôi đấy sao thế tôi định sang nhà hưng chiều nay tôi bảo với lão chồng tôi là sang nhà bà nếu lão có gọi thì bà bảo tôi ở nhà bà nhé tưởng gì cứ chơi đi nếu lão gọi tôi sẽ nói cho Ok, cảm ơn bà nhiều nhé. Hàng này ổn đấy. Ha ha ha, tôi bảo mà, chơi rồi là nghiện đấy. Cũng nghiện thật, hôm nào đi chơi riêng nhé. Ok. Nghe được bà Lan ok rồi, bà Thương cười nhẹ, bắt đầu thay quần áo để đi sang nhà Hưng. Alo Cưng à, em đang sang nhé. Này em qua sớm vậy, không sợ lão chồng già của em hả? Em nhớ Cưng quá nên phải trốn sang đây anh cũng nhớ cưng lắm yêu anh tí nữa gặp nhau nhé liệu một bù cho người ta đấy ok em yêu tắt máy bà lan ngồi lên taxi đi sang nhà hưng vừa vào nhà bà đã lao vào ôm chầm lấy hưng cho thỏa nỗi nhớ mấy hôm liền không được gặp mấy hôm không gặp anh mà em dạo dực hết cả lên đây này anh cũng thế không có em ngủ chẳng ngon một tí nào hết nỡm thật không đấy hay là lại đi với em gái trẻ chung nào hả? làm gì có ai? độc quyền riêng mình em mà. tạm tin nhá. nào, trả bài cho em nào. bà thương vừa dứt lời thì hai người quấn vào lấy nhau. hưng chiều bà thương hết cả buổi chiều. đạt đường vừa ý bà thương nằm ra giường ôm lấy hưng. hưng thấy bà đang lơ mơ liền quay sang ôm xin sỏ. cưng này, tháng này anh có việc cần đầu tư. Em có thể cho anh mượn 100 triệu được không? Anh định đầu tư gì thế? Anh thấy bạn anh đang kêu gọi đầu tư mở xốp quần áo nam. Em cũng biết anh đi chụp mẫu quần áo, vẫn luôn muốn mở xốp quần áo mà. Tiền anh mượn em đầu tư cho anh, sau này khi xốp phát triển cũng để đứng tên em cùng anh mà. Thật không đấy? Em được bao nhiêu phần trăm? 40% cổ phần, em có chịu không? Em đầu tư 100 triệu cho anh mà Được có 40% á Của anh thì cũng là của em mà Để vậy để bạn anh Nó quản lý chính Sẽ nẻ hơn Anh 50% cổ phần Để bạn anh quản lý 10% Mình vừa chụp mẫu vừa lấy lãi chính Thôi được rồi Em cho anh mượn để đầu tư Tiền lãi này thì em sẽ lấy theo doanh thu Ít thì em cho anh luôn Để tiền mà mua sắm Cảm ơn em, em đúng là cứu tinh của anh mà." Hưng nói xong, hôn chụt một cái thật to lên má bà Thương rồi ôm chặt lấy người tình của mình. Từ lâu, Hưng đã mong muốn mở một quán quần áo. Hưng không thích học, anh chỉ thích đi chụp ảnh và đi làm ở ngoài. Anh chọn trường vì bố mẹ thích vậy thôi. Dẫu sao các cụ ở quê bảo con học đại học là vui rồi, đâu cần quan tâm là trường gì đâu. Đợi bà Thương về, Hưng vội gọi điện cho Quang Alo, ơi tao nghe đây Bà Thương vừa đồng ý đầu tư cho tao 100 triệu mở quán quần áo rồi Mai tao với mày đi tìm mặt bằng nhá Thật á, bà Thương đầu tư cho mày hẳn 100 triệu cơ á Nhìn vậy mà chịu chơi phết nhỉ Thế hàng tháng bà ấy trả cho mày bao nhiêu Mỗi tháng 20 cổ, kinh chưa Cũng kinh đấy Thế bà đấy có phụ phí thêm cho mày cái gì không thỉnh thoảng bà đó cũng cho tao đi du lịch rồi mua thêm đồ sang nhà tao gặp chúng quà rồi còn gì nữa nhất mày luôn rồi đấy chuyện tao mà lại chốt mai đi xem mặt bằng nhé ok hưng cúp máy với quang rồi nhắn tin cho bà thương cảm ơn em yêu nhiều lắm mai em không bận thì mình cùng đi xem mặt bằng nhé bà thương đang trên đường về thấy tin nhắn của người tình vội nhắn lại anh cứ xem đi Em tin tưởng anh mà Mai hoặc ngày kia em chuyển tiền anh sau nhé Vừa đi bà vừa nghĩ Tí bảo lão chồng thế nào Cho đỡ lộ mà vẫn đạt được mục đích Tối đấy Sau khi cả nhà cơm nước xong xuôi Con gái đã lên phòng Hai vợ chồng bà ngồi ở phòng khách Bà thương quay sang nói với chồng Đợt này ở nhà cũng dỗi Tôi có đứa cháu ở quê Muốn lên đây mở xốp quần áo mượn tiền nhà mình Cháu nào thế Mà nó định mượn bao nhiêu 100 triệu Tôi sẽ nắm 40% cổ phần Nhiều vậy á Bà có chắc là uy tín không đấy Hay xong rồi lại mất cả vốn lẫn lời Mình vừa đầu tư cũng vừa quản lý Thì mất thế nào được Mà giờ của áo cũng chạy lắm Tôi không đầu tư vào lĩnh vực ăn sổi đấy bao giờ Nhưng bà thích thì có thể thử Lão chồng bà là dân kinh doanh Mấy chuyện này dù bà có tiền Nhưng vẫn thường hỏi qua lão rồi mới đi đầu tư Tiền mấy năm nay Nghe lão đầu tư quả nào cũng ăn được lòi quả đấy Nên trước khi sang tiền cho nhân tình Bà vẫn hỏi lão Vì dù sao mất tình chứ tiền đầu tư Mà có lãi thì cũng vẫn về mình Tiền mấy năm nay bà kiếm được riêng Từ việc đầu tư cũng đủ Nhưng bà vẫn định nhờ lão chồng bà phân tích Vì dù sao Hưng vẫn còn nhỏ tuổi Chưa trải hết được những mánh khóe kinh doanh Như lão chồng bà được Uy tín Nếu ông không tin Mai tôi gọi nó sang lên cơm Ông nghe xem thử được thì tôi rót vốn, vừa giúp nó mà tôi vẫn có thêm tiền. Ừ được, mai bà gọi nó ra ăn cơm để tôi xem thử. Rồi, tí tôi lên nhắn nó. Tôi đi ngủ trước đây, ông cũng liệu mà đi ngủ sớm nhé." Đạt được sự đồng ý của chồng, bà thương quay người đi lên phòng nhắn tin cho tình trẻ. "Em vừa bảo lão chồng em tiền rồi, mai anh qua nhà ăn cơm. Bảo là cháu họ gọi bằng cô bên đằng ngoại anh em nhé." cẩn thận không là lão nghi đấy hưng giật mình vì sự mạnh bạo của bà thương ai lại mời tình nhân ngồi ăn cơm với chồng cơ chứ thế này mà hành sự ở trong nhà bà thì sao nhỉ ôi nghĩ đã thấy táo bạo rồi hưng biết chồng bà thương là dân kinh doanh lõi đời biết đâu lão già tuy không phục vụ được nhu cầu của bà thương nhưng lại cho mình ý tưởng kinh doanh sốt thì sao kệ cứ đến thôi quan trọng là có tiền để mổ sốt là được tối hôm sau hưng qua nhà bà thương ăn cơm bà thương ra mở cửa đón hưng vào nhà nghĩ kích thích thật đấy người tình ngồi ăn cơm cùng chồng nào em gọi anh sang đây để bàn chuyện làm ăn đấy toàn suy nghĩ linh tinh không à chứ không phải em thích cái linh tinh ấy của anh hả à nàng được rồi anh vào trong nhà ngồi nhé anh thích ngồi với em thôi hưng nói xong nhìn xung quanh rồi khẽ hôn một cái lên má bà thương Bà thương thích thú đón nhận Và cũng không quên nhắc Hưng liên cẩn thận Vì sợ con gái hay là chồng phát hiện Thế là tranh thủ lúc mọi người không để ý Hưng liền la vào ôm bà thương Với những nụ hôn đầy đê mê dục vọng Nói thật là dù chồng đang ở trên nhà Nhưng những cái ôm hôn vuốt ve vội vàng và lén lút ấy Cũng khiến cho bà thương dạo dực vô cùng Con gái bà thương ở trên nhà đi xuống Mẹ à, con đi đâu à? Con không ạ, à? Con thấy có tiếng nên xuống xem là ai à Ờ đây là anh Hưng Con trai bác bên đằng ngoại của mẹ Em chào anh ạ à. Chào em Hưng nhìn Trang say đắm Con gái của bà Thương thật đẹp Cô được hưởng tất cả nét đẹp từ mẹ Vòng một căng tròn Chiếc eo thon gọn Bộ đồ ngủ ở nhà bó sát Lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô Khuôn mặt ngái ngủ Cũng đáng yêu nữa Từng cử chỉ của Trang hút hồn Hưng Trang liếc qua Hưng rồi đi vào bếp lấy nước. Cô đã quen với những ánh mắt say đắm nhìn mình. Trang luôn tự hào về cơ thể của mình, nhất là hồi đi du học. Mấy anh Tây mê Trang như điếu đổ. Đấy là con gái cô, tên Trang, đang được nghỉ hè. Con gái cô xinh quá ạ. À? Ừ, trộm vía con bé xinh xắn từ nhỏ. Liếc thấy bóng chồng đi từ trên tầng xuống, bà Thương đứng lên lấy trà rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Chào cháu, cháu chào chú ạ à. cháu là hưng cháu họ của cô thương ạ à. ờ ừ, chú nghe cô thương bảo cháu muốn mượn vốn mở quán quần áo hả vâng thưa chú thế cháu định mở ở khu vực nào mặt bằng đã có chưa cháu định mở ở khu gần các trường đại học mai cháu mới đi tìm mặt bằng ạ à. chú thì không đầu tư vào mấy quán nhỏ nhưng vợ chú thích thì chú hỗ trợ cho bà ấy vui cô chú tình cảm thật đấy Bà thương thấy Hưng nói chuyện được với chồng Thì cũng không nói thêm gì nữa Thuyết phục được chồng bà Thì thằng bé này cũng giỏi đấy Bà đi vào trong nhà chuẩn bị cơm nước Thôi chưa rồi Hai chú cháu vào ăn cơm đã Trang ơi xuống ăn cơm con Vâng ạ à, con xuống ngay đi ạ à. Đang vui thế này uống một ly chứ cháu Dạ chú mời Thì cháu cung kính không bằng tuân lệnh ạ Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ vì sự khéo miệng của Hưng Đối với cả nhà bà Thương Chồng bà Thương ăn xong Uống hơi nhiều rượu Nên đi vào trong nhà nằm luôn Con gái ăn xong Phụ mẹ dọn dẹp Xong rồi cũng lên nhà Bà Thương ngồi cạnh Hưng Giả vờ tiếp nước Nhưng nói chuyện và chiêu đùa Với những cử chỉ thân mật Em làm anh kích thích thật đấy Lâu lâu đổi gió tí chứ nhỉ Thôi để hôm khác anh qua với em Là phải bồi nhé Vâng ạ anh về cẩn thận nhé Tiễn Hưng ra cửa rồi Bà Thương cũng quay vào trong nhà Bà cũng thật không ngờ Càng ngày lại càng bạo hơn với tình trẻ Cảm giác dạo dực khi vừa có chồng Vừa có tình trẻ Làm bà càng ham muốn hơn nữa Trên đường trở về nhà Hưng cứ nhớ mãi thân hình của Trang Và quyết tâm phải cua con gái của bà Thương Nghĩ đến cảnh Một mình ăn cả hai mẹ con Làm Hưng thấy kích thích Và càng muốn đạt được hơn Vừa có mẹ, vừa có con đều phục vụ Hưng vậy thì còn gì bằng nữa. Từ sau hôm đó, mượn cớ công việc, Hưng hay qua nhà bà Thương, có hôm thì gặp nói chuyện trêu đùa với cả Trang, lân la hỏi chuyện rồi xin số làm quen. Còn với bà Thương, Hưng vẫn làm nhân tình cho bà. Thỉnh thoảng không có ông chồng ở nhà, là bà và Hưng trêu nhau ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng bà. Hai người càng ngày càng quấn quýt nhau hơn. Sau những cái ôm vào nụ hôn say đắm, mỗi khi có thể lại càng người ta thấy hưng phấn lạ thường. Hưng sau khi có được số điện thoại của Trang, ngày nào cũng nhắn tin, rồi tranh thủ rủ Trang đi chơi. Bà Thương không biết Hưng rủ Trang đi chơi, vì Hưng bảo Trang rằng đang mượn vốn của ông bà để gây dựng sự nghiệp mà lại rủ con gái đi chơi, sợ ông bà biết được thì không hay. Trang vô cùng ngưỡng mộ người có ý chí phấn đấu nên giấu mẹ mình trang đi chơi cùng hưng mà chỉ bảo là đi cùng bạn tiền vốn mà gia đình bà thương cho hưng mượn cũng được chuyển giao cửa hàng quần áo nhờ có bà thương và trang mọc ngay giữa trung tâm với vị trí đẹp nhất trang cũng thích kinh doanh nên số vốn mà bà thương bỏ vào đều chuyển giao cho trang từ bé đến lớn bà và chồng vô cùng cưng chiều cô con gái này việc ở cửa hàng giao cho trang bà lại tiếp tục những ngày tháng ăn chơi với tình trẻ thỉnh thoảng bà lại qua nhà hưng để giải trí khi chồng đi vắng con gái bà từ ngày được mẹ giao cho quản lý xốp quần áo cũng tất bật nên bà chẳng lo lắng sợ bị phát hiện hưng sắp xếp lịch cho mẹ con trang xen kẽ để không bị lộ tối nào cũng giả vờ qua sắp xếp quán để lấy cớ nói chuyện với trang nhiều hơn một hôm tối muộn sau khi lai bán hàng xong cả team quyết định đi ăn đêm để lấy lại sức Hưng nhận đèo trang và chăm sóc từng chút Lau bát, lau đũa, lau thìa, lấy giấy Bóc vỏ tôm làm trang vô cùng ngạc nhiên Tuy thường xuyên là tâm điểm của sự chú ý Nhưng chưa bao giờ Trang thấy được một người tinh tế thế này Em ăn được cay không? Hưng quay sang hỏi ý kiến của Trang Cùng nụ cười điển trai đánh gục bất cứ trái tim cô gái nào Em ăn được à? Anh cứ ăn đi Ừ, nếu cần gì thì bảo anh nhé Em mới về nước có gì muốn thử thì cứ bảo anh Dạ em cảm ơn anh ạ Trang nói rồi cười tươi Nụ cười ngọt ngào Làm tan chảy trái tim của Hưng Trang bẽn lẽ ăn uống cùng mọi người Lần này về Việt Nam Trong kỳ nghỉ dài Trang không nghĩ mình sẽ được thử sức Trong lĩnh vực mới này Mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống Đến 11 giờ đêm Rồi ra còn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai để làm việc Hưng nhận nhiệm vụ cao cả là đưa Trang về Về muộn thế này Bố mẹ em có bảo gì không Mẹ em chắc là ngủ rồi Tuần này bố em đi công tác không có nhà Có gì em bảo với mẹ Là đi với anh Hưng cho cô yên tâm nhé Anh cũng có lỗi quá Lẽ ra nên đưa em về sớm mới phải Dạ không sao đâu ạ à. Chẳng mấy khi được cùng làm việc với mọi người Sao em về trước được chứ <laughs> Quán mới mở nên cũng có hơi vất vả Em thông cảm nhé. Dạ anh về cẩn thận ạ. À. Trang tạm biệt Hưng, rồi quay người đi vào trong nhà. Lần đầu tiên gặp, Trang không bị ấn tượng bởi Hưng mấy, nhưng khi làm việc cùng thì vô cùng thích. Người con trai chịu khó, đúng như tiêu chuẩn mà cô đề ra. Trang nhẹ nhàng đi vào trong nhà, sợ mẹ tỉnh giấc. Hưng quay xe về trong đầu lên gió kế hoạch để hạ gục trái tim Trang. Ngày đầu đưa đón về nhà lại nhắn tin ân cần thỉnh thoảng tạo bất ngờ bằng những món quà nhỏ cho nàng và cuối cùng là chốt hạ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hưng và trang chính thức yêu nhau trang không hề hay biết rằng tiền dẫn trang đi chơi của hưng chính là tiền mà hưng lấy từ việc phục vụ bà thương mẹ của trang hưng vừa tán trang vừa sắp xếp thời gian đi chơi cùng bà thương cuối tuần hưng lấy cớ bận việc với trang nhưng thực chất là sắp xếp đi du lịch cùng bà Thương Cả hai say mê bên nhau Dạo này là hơi bỏ bê người ta đấy nhá Anh nào có chứ Mê baby còn không hết đi này Hưng nói xong vùi đầu vào lòng bà Thương làm nũng Bà Thương cười thích thú Thật hay dối vậy Mê baby nào thì không có biết nha Em chưa còn ai nữa mà Chỉ có em thôi Anh mà dám lén phéo với ai Thì đừng có mà trách em vô tình anh lén phén với ai được chứ Anh chỉ có mình em mà Mà dạo này anh hay đi với cái trang nhà em thế Công việc thôi mà em Giờ mà cứ giữ khoảng cách khư khư Khéo chồng em nghi chết Ai lại đi ghen với cả con gái của mình như thế này cơ chứ Hưng cười rồi đưa tay lên véo yêu mũi của bà Thương Em ghen đâu mà Em thấy nên bảo anh liệu mà giữ ý thôi Cấm đi nha Ai cũng được Cấm là trang Anh biết mà anh yêu em thôi chứ trang sao sánh với em <laughs> đàn ông các anh mà ham của lạ thì chẳng biết được của lạ như em ham của anh ấy hả cái anh này hư quá đi mà không đúng hả cô nàng hư hỏng này thì cũng bởi anh hấp dẫn quá thôi mà cả hai cùng cười và lao vào ôm ấp nhau say mê trong thú vui của mình hưng sợ bà thương để ý nên chọn ngày bà đi dự tiệc ở thành phố khác đưa trang đi chơi và tỏ tình hưng càng ngày càng mê hai mẹ con nhà này mẹ thì có sự già dặn của phụ nữ con gái thì có sự mỏng manh của thiếu nữ làm hưng không muốn rớt ra nhìn trang thì nghĩ là ngây thơ chứ thật ra lúc đi học trang cũng chơi đủ các trò tình một đêm bay lắc không thiếu một khoản nào hưng cho trang cảm giác mới lạ sau nhiều cuộc chơi ở bên trời tây nhưng chưa bao giờ Trang cảm thấy sung sướng như khi ở bên Hưng Sau khi kết thúc cuộc hoan ái ở khách sạn Hưng không dám đưa Trang về nhà Vì sợ bà Thương bắt gặp Hưng dựa vào thành giường ôm Trang Trang khẽ nói Này, mình quen nhau cũng lâu vậy rồi Sốt của anh cũng đi vào hoạt động Thế bao giờ mình nói cho bố mẹ được đây? Cứ bình tĩnh đã em Sốt cũng mới hoạt động Vẫn còn nhiều khoản về lo lắm Mà giờ mình công khai anh sợ bố mẹ em chưa chấp nhận Anh muốn mình ổn định Lo được cho em rồi mới công khai Lúc đấy dù hai cô chú có phản đối Thì anh cũng không sợ Em chỉ sợ anh có người khác thôi Hâm này Em quyến rũ như thế này Thì sao anh có người khác được cơ chứ Anh yêu em còn không hết ấy. Thật nhá Anh chỉ được yêu em thôi đấy Anh mà lén phéo với ai là không xong với em đâu Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi Đợi anh ổn định rồi mình công khai Em nhé Dạ Hưng nói xong liền cúi xuống trao cho Trang một nụ hôn Để nàng yên tâm hơn Hưng đang nghĩ xem Nên chia tay Trang kiểu gì để không tổn thương nàng Hưng sợ rằng Khi công khai ra Bà Thương sẽ cất mất hoạt động của cả sốt quần áo Hưng vẫn cần bà Thương Để đầu tư mở rộng quán quần áo của mình Trang đi vi Hưng về Vừa vào đến cửa Thấy bà Thương đang ngồi liền vui vẻ chào bà có chuyện gì mà nhìn con gái vui vậy dạ có gì đâu ở nhà với ba mẹ lúc nào con chẳng vui ạ à? gớm ừ, cô thì chỉ giỏi nịnh thôi nhìn cười tủm tỉm thế này chắc là bạn trai chứ gì dạ cũng hơi đúng ạ à. lớn rồi bố mẹ không cấm cản gì nhưng liệu mà giữ gìn nhé hôm nào dẫn bạn về chơi cho bố mẹ xem nhé dạ để cho ổn định hơn thì con dẫn về ạ à. thôi con lên phòng đây bà thương thấy con gái vui vẻ thì cũng an lòng tắt tivi bà đi vào phòng lấy đồ chuẩn bị sang chỗ hưng từ ngày có cái xúc làm bia đỡ đạn bà và hưng càng dính với nhau nhiều hơn nhưng đột nhiên đợt này hưng cứ hay kêu bận bà cũng sợ đi nhiều chồng nghi nên giảm tần suất lại cuộc sống cứ thế trôi đi còn một tháng nữa là con gái phải bay để đi học bà và chồng cố gắng dành nhiều thời gian cho con hơn một hôm lão chồng bà đi về Mặt hí hưởng bảo Này tôi vừa gặp người yêu của con gái rồi đấy Thế á là ai đấy Tôi còn chưa được gặp đây này Nói ra sợ bà bất ngờ đấy Tôi thì chấm cũng tạm được Quan trọng là con gái vui là được rồi Ai thế Ông nói lại làm tôi tò mò hơn Nói hẳn ra xem nào Cứ lấp lá lấp lửng Thằng Hưng cháu bà đấy chứ ai Chẳng biết chúng nó quen nhau lúc nào Nãy tôi ghé cửa hàng Thấy chúng nó nắm tay ở đây mới biết đấy chứ Cái gì cơ Hưng Hưng á Chứ gì nữa tôi còn bất ngờ cơ mà Bà thương không tin vào tay mình Người tình của bà lại đi yêu con gái bà Có cái gì trái ngang hơn không cơ chứ Không được Bà phải ngăn cản chuyện này Hưng chỉ là của bà mà thôi Bà gọi con gái xuống nói chuyện Con nói mẹ nghe xem người yêu của con là ai con bảo để sau ổn định thì con dẫn về mà Nói Tự nhiên bà Thương quát lên với con gái Mẹ Mẹ Con nói là được chứ gì Người yêu của con là anh Hưng à Mẹ không đồng ý Mẹ Mẹ không đồng ý Con và Hưng không hợp đâu Mẹ Nhưng mà con yêu anh Hưng Anh Hưng tuy rằng có mượn tiền của bố mẹ để mở quán Nhưng đấy cũng là anh ấy đang cố gắng mà Sao mẹ lại phản đối cơ chứ mẹ nói không là không con vào nó mau chấm dứt đi con không đồng ý mẹ không cho con được lý do thì con không chia tay nó không xứng với con nghe mẹ chia tay đi mẹ thời này là thời nào rồi mà còn xứng mới chả không xứng quan trọng là anh ấy biết cố gắng là được mà mẹ nói rồi đấy không là không con không muốn mẹ không có quyền ngăn cấm con chát một cái tát từ bà thương vào má của con gái mình Bà không nghĩ mình là đánh con Từ bé đến lớn bà chưa bao giờ Quát mạnh con gái của mình Chứ đừng nói là tát nó Vậy mà giờ đây Vì người tình trẻ tuổi Bà đã tát đứa con gái xinh xắn của mình Vì tao là mẹ mày Tao nói không là không Mẹ, mẹ Nếu còn tiếp tục thì đừng trách mẹ ác Nói xong bà mặc kệ con gái ôm cục tức ở trong nhà Ngay lập tức bà phải đi sang ngay nhà Hưng Hưng, Ờ, ừ, em yêu, sao em sang đây mà không báo trước cho anh? Sao anh lại yêu con gái tôi? Chuyện này là sao hả? Em, em nghe ở đâu vậy? Anh yêu em chứ sao lại yêu Trang được? Anh đừng có mà nói dối tôi, Trang đã nói cho tôi nghe rồi. Anh nhận tiền của tôi mà dám đi yêu người khác lại còn là con gái của tôi. Nghĩ xem có được không? Anh mau chấm dứt với con gái tôi đi, anh không xứng với nó. Em yêu, nghe anh nói, anh với trang là nhất thời thôi người anh yêu duy nhất chỉ có mình em mà anh hứa ngày mai sẽ chia tay với trang nhé ngoan anh ôm nào anh bỏ tôi ra tôi còn chưa tính sổ xong với anh đâu anh biết lỗi của mình rồi mà anh sẽ bù cho em nhé hưng nói xong thì vội ôm lấy bà thương để xoa dịu hai đôi môi lại quấn lấy nhau bà thương tuy vẫn còn bực hưng nhưng không kiềm chế được ham muốn với người tình trẻ của mình anh mau chóng chia tay nó đi không thì không xong với em đâu đấy anh nhớ mà tối nay anh hứa em về cẩn thận nhé tiễn bà thương ra về hưng vội quay vào nhà hẹn trang ra quán cà phê nói chuyện trang à anh xin lỗi anh anh hưng anh nói gì vậy mẹ em biết chuyện và gọi về cho mẹ anh bảo rằng chúng ta là quan hệ họ hàng nên không thể yêu nhau được nhưng chúng ta là họ hàng xa cơ mà Tại sao lại không được cơ chứ Em phải về bảo mẹ em mới được Đừng mở trang Chuyện này anh rất xin lỗi em Vì không thể làm như lời đã hứa với em Chuyện này là anh có lỗi với em Không, không Em không đồng ý Trang, nghe anh Sau này em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn yêu em thôi mà Không, em chỉ cần anh thôi Đừng mở trang Mình dừng lại đi em cũng sắp phải bay qua mỹ rồi anh không muốn yêu xa vậy em sẽ ở lại việt nam em không đi sang mỹ nữa em không muốn chia tay đâu đừng mà em là anh không xứng với em quên anh đi hưng nói xong vội vàng dứt tay trang ra và đi về trang khóc nức lên thật không ngờ rằng bản thân mình có ngày bị người yêu đá vì mẹ không cho yêu trang về nhà đóng cửa lại bà thương đoán là chuyện với hưng nhưng không thể nào lên dỗ dành con gái được bà không muốn con gái yêu phải trai bao của bà dù có thành người mẹ ác bà cũng chấp nhận trang hàng ngày nhắn tin khóc lóc cầu xin hưng nhưng hưng rừng dưng không trả lời trang đến cửa hàng muốn tìm hưng nói chuyện thì nhận được tin hưng xin nghỉ mấy hôm về quê để lo việc gia đình nghĩ là hưng còn thương mình nhưng bị ép chia tay trang lại càng đau lòng hơn trang cứ thơ thần ở nhà nhưng mỗi lần nhìn thấy bà thương là lại gào lên trang giận bà hận bà trang muốn biến mất khỏi thế giới này khi không có hưng tối hôm đó thấy trang yên yên hưng nghĩ là trang đã chấp nhận rồi nên nhắn lại cho bà thương qua chỗ mình thấy trang yên yên không còn khóc lóc nữa thêm mấy hôm gia đình căng thẳng vì bà bắt con gái chia tay ở nhà đầu óc lúc nào cũng căng ra nhận được tin nhắn của hưng bà thay đồ rồi đi sang nhà nhân tình cho nhẹ đầu óc. anh nhớ em quá. bà thương vừa ra vào đến cửa thì hưng trồm ra ôm bà rũ ngọt. hưng biết mấy ngày hôm nay chàng ra sức níu kéo mình nhưng không dám đáp lại vì sợ phật ý của bà thương. em cũng vậy mấy nay ở nhà căng thẳng hết cả đầu óc. anh thương anh thương vất vả cho em rồi, nào lại đây với anh nào hưng đưa tay ra ôm lấy bà thương để bà ngồi xuống giường hai người đang triền miên trên giường thì bỗng nhiên cửa đẩy ra mẹ anh hưng hai người làm gì vậy tiếng hét thất thanh của trang vang lên ở đằng sau làm cho bà thương và hưng giật mình trang con trang em tiếng của bà và hưng vang lên gần như cùng một lúc hai người không ngờ rằng trang lại đến tần nhà để tìm hưng Hóa ra hai người hai người qua lại với nhau. Vậy mà mẹ lại lấy hết lý do này đến lý do khác để cấm cản con. Còn anh thì lừa tôi, lừa cả mẹ tôi. Ai anh cũng yêu thế hả? Chàng, mẹ xin lỗi con. Chàng, anh anh không cố ý. Hai người thôi đi. Hai người có biết hai người quá đáng lắm không? Một người thì ngoại tình với người chỉ hơn con gái mình vài tuổi. Một người dám ngoại tình với người bằng tuổi mẹ mình Nực cười thật đấy Không phải như em nghĩ đâu Anh im đi Đến giờ này mà anh còn nói vậy hả Tôi là con dối của các người à Không Trang ơi Con đừng nghĩ vậy Bà Thương vội vàng mặc quần áo Đi ra kéo tay Trang lại Tôi ghê tẩm các người Đừng Trang nghe mẹ nói đã Bỏ tay tôi ra Bà không phải mẹ tôi Tôi không có người mẹ đồi trụy như bà Mẹ Mẹ không Bà thương vô cùng luống cuống Khi bị con gái phát hiện Điều bà không mong muốn nhất đã xảy ra Bà không muốn làm tổn thương con gái của mình một chút nào Chát Chàng vùng tay Tắt mạnh vào mặt hưng Khuôn mặt điển trai Làm Trang rung động và thổn thức bao ngày ấy Lại đang đổ ấp tay gối cùng với mẹ của mình Cô kinh hãi Cô ghi sợ con người ấy Tôi có mù mới đi yêu anh Trang nói xong quay đầu chạy ra ngoài Trang Bà Thương cất tiếng gọi theo nhưng không được Bà vội vàng mặc quần áo Để trở về nhà Bà sợ con gái nghĩ quẩn Trái tim bà hoảng sợ vô cùng Đêm ấy bà trở về Chồng bà mặt hàm hầm ngồi ở ghế Thấy bà đi vào Lão đi ra dáng ngay cho bà một cái tát rất mạnh Còn đàn bà hư hỏng này Ông... ông tát tôi Bà Thương ôm mặt cái tát bỏng rát của người đàn ông là chồng bà hơn 20 năm in hằn trên gò má trắng của bà. Tôi chưa chém bà và nó là phúc tổ 70 đời. Dám làm tổn thương cả con gái của tôi ngoại tình sau lưng tôi. Bà giỏi lắm. Ông đi suốt ngày quanh năm suốt tháng có bao giờ hỏi thăm hay là quan tâm tôi không hả? Tôi đi để kiếm tiền về lo cho cái gia đình này chứ đi đâu hả? Ông nói thì hay lắm nhưng ông có biết tôi ở nhà cũng cô đơn lắm không? Cô đơn nên phải đi tìm tình trẻ hả? Ông ông đồ đàn bà lăng loàn, tôi có bao giờ để bà phải thiếu thốn cái gì không cơ chứ? Hả? Tôi thiếu thốn tình cảm từ ông. <laughs> bà nói hay lắm. Vậy nên là bà phải đi tìm trai trẻ để thỏa mãn hả? Trong lúc hai người đang cãi nhau, thấy con gái kéo vali đi xuống, bà vội chạy ra, nắm lấy tay con gái thì bị hất mạnh ra. Trang nghe mẹ nói đừng đi đừng đi con bảo buông tay tôi ra từ giờ tôi sẽ không bao giờ có người mẹ nào như bà hết con đi sang Mỹ thưa bố Trang quay người chào bố rồi kéo mạnh vali đi ra taxi bà thương muốn đuổi theo nhưng thấy chồng cứ đứng im ở đó thì gằn giọng lên ông không mau giữ con bé lại để con bé yên bà xứng đáng là mẹ không mà giữ lại hả ông ông Ngày mai, tôi với bà làm thủ tục ly hôn, cho bà toại nguyện mơ ước đến với tình trẻ mà không cần phải lén lút nữa. <laughs> Nói xong, ông dứt khoát quay người đi lên trên nhà. Bà thương đứng như trời trồng trong ngôi nhà của mình. Bà đã tự tay phá nát gia đình hạnh phúc mà bao người mơ ước ngưỡng mộ. Bà đã để con tim lấn át đi lý trí mà làm việc dại dột từ lúc nào không hay. Bà muốn khóc nhưng không thể khóc được. Sau đó bà Thương và ông Lâm đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn và giải quyết phân chia tài sản. Trang định cư hẳn bên Mỹ. Cô cần thời gian để quên đi cú sốc vừa rồi. Bà Thương vì ngoại tình nên chỉ còn giữ được một căn hộ của bản thân và một chút tiền lãi, tiền đầu tư vào sốt quần áo của Hưng. Hưng sau chuyện ấy không dám qua lại với bà Thương vì sợ lão chồng của bà sẽ đánh chết. Hưng ôm tiền bỏ lại xốp quần áo cho bà thương quản lý còn mình thì chạy về quê đến cuối cùng bà thương lại vẫn cô đơn trong cuộc sống của mình không chồng không con nhưng giờ đây bà cũng không muốn tìm thêm trai trẻ nào nữa cả bà thuê người quản lý xốp của hưng dùng tiền đó đi lên chùa công đức niệm kinh sám hối những tội lỗi của mình để mong được con gái tha thứ và trở về thăm mẹ dù chỉ một lần quý vị và các bạn thân mến một chàng trai trẻ khỏe mạnh điển trai nhưng lại đi làm cái nghề trai bao một người phụ nữ ham hố nhục dục hai con người đó đã đẩy một gia đình đến chỗ tan vỡ con thì hận mẹ chồng hận vợ không còn muốn nhìn mặt nhau nữa đến cuối cùng thì bà thương vẫn cô đơn trong cuộc sống của mình cho dù bà có niệm kinh sám hối thì có lẽ vết nhơ của bà cũng chẳng thể nào xóa sạch được liệu ở phương trời tây không biết con gái của bà có thể tha thứ cho một người mẹ như là bà thương hay không câu chuyện có lẽ đã để lại trong chúng ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau quý vị đừng quên để lại ở phần bình luận nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại